Thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tổ chức tụ tập đua xe trái phép, có các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Trước tình hình đó, đồng chí giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát cơ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Cụ thể, vào hồi 20 giờ ngày rét tháng Y năm 2022, tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát cơ động tuần tra trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh phát hiện 5 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô tham gia giao thông có hành vi lạng lách đánh võng và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận thấy đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính đối với các trường hợp trên. Qua quá trình kiểm tra, các đối tượng không chấp hành và có lời nói xúc phạm đến tổ tuần tra. Mặc dù đã có được giải thích, tuyên truyền và thông báo lỗi vi phạm cho các đối tượng, nhưng các đối tượng vẫn tỏ ra manh động, chống đối và có hành vi đánh 2 chiến sĩ trong tổ tuần tra. Các đối tượng sử dụng gậy gộc, đao và kiếm để tấn công. Bằng bản lĩnh chính trị, ý chí tấn công trấn áp tội phạm, hai chiến sĩ công an đã mưu trí dũng cảm sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, võ thuật công an nhân dân khống chế các đối tượng và giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung phần thi tình huống của đội tuyển công an Hà Tĩnh đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, ban giám khảo và quý khán giả. Xin trân trọng cảm ơn.